Xin chào các bạn. Cái đây là phiên bản inox 12 ly đầu lượng 10 đây. Cái này mình đã hoàn thiện xong, làm theo kiểu là bóng cạnh và bề mặt phôi giữ nguyên đây. Cái này thì nó có nhiều cái hình thức khác nhau nhé các bạn, có thể là thay đổi. Một là logo. Logo này là logo giữ nguyên cái logo inox này các bạn. Phần logo này là logo inox nguyên bản của nó nhé. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể là thay logo này bằng logo đồng. Logo đồng thì nó thêm khoảng 100.000 các bạn. Logo đồng thì thêm 100.000. Logo titan thì thêm khoảng 200.000. Thì các bạn có thể là tùy biến, các bạn có thể là đặt bên mình tùy cái sở thích các bạn. Muốn là giá thành nó vừa phải thì các bạn để giữ nguyên cái logo inox. Còn nếu mà muốn các bạn có cái logo nó đẹp hơn, nó hình thức nó bắt mắt hơn thì các bạn có thể thay là một là logo đồng, hai là logo titan. Đây, cái phía logo bên dưới này cũng vậy. Đây là logo inox nhé, và đánh bóng nhé. Cái này là chặt 7 đầu 20 12 ly vát 10. Tất cả đều có chống xoay hết. Cạnh rất là bóng luôn. Làm rất là mượt mà luôn các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Rồi một cây mẫu mã rất là tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe kênh của mình nhé. Các bạn muốn mình làm cái mẫu nào hoặc là muốn review cái mẫu nào thì các bạn có thể là bình luận nhé. Xin chào.